could be us. So back to what I was saying. Could be us. Phần đời của những tượng đài nhan sắc Hồng Kông thập niên 90. Nói về thời hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông những năm 90 không thể không nhắc đến các đài hoa đán xinh đẹp làm rung động lòng người. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng may mắn tìm được một nửa đích thực của đời mình. Chu Ân sinh năm 1971 tại Hồng Kông, cô nổi tiếng với các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Trường học Uy Long, Anh hùng xạ điêu, Tân Tây Du Ký, Nguyên Chấn Hiệp, Tiêu Thập Nhất Lang. Mỹ nhân từng có mối tình rất đẹp với vua phim hài Châu Tinh Trì nhưng lại kết thúc không rõ ràng và để lại nhiều sự nuối tiếc cho truyền thông lúc bấy giờ. Sau mối tình không thành với Tinh Gia, Chu Ân kết hôn với ca nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung vào năm 2012 và chọn cho mình một lối sống giản dị, khép kín hơn. Đến nay, nữ diễn viên đã chạm mốc 50 tuổi, không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như ngày nào mà thay vào đó là một vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo nhưng cũng không kém phần phúc hậu, hiền lành. Lý Nhược Đông. Lý Nhược Đông sinh năm 1967 là một trong những nữ diễn viên tay ngang thành công nhất làng giải trí Hồng Kông đầu thập niên 1990. Đài hoa đán sở hữu vẻ đẹp của một thần tiên tỷ tỷ, vừa thanh thoát, nữ tính lại vừa nhẹ nhàng, mộc mạc. Đáng tiếc rằng, nữ diễn viên lại không có được một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn khi cô rơi vào lưới tình của đại gia Quách Ứng Tuyền. Sau hơn 10 năm vất vả cùng người yêu vượt qua khó khăn nợ nần, cuối cùng khi công việc kinh doanh đã ổn định, Quách Ứng Tuyền vẫn lựa chọn rời bỏ cô. Lý Nhược Đông cũng là một trong những người đẹp không tuổi đáng ngưỡng mộ. Ở độ tuổi 54, nhan sắc của cô dường như không thay đổi nhiều. Sau khoảng thời gian sống vì người khác, Lý Nhược Đông giờ đã biết yêu thương bản thân mình hơn. Cô luôn giữ cho mình chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn. Chính vì vậy, nữ diễn viên vẫn sở hữu được vóc dáng lý tưởng, làn da mịn màng, cộng thêm phong cách thời trang đơn giản mà chỉnh chu tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Quan Chi Lâm. Quan Chi Lâm sinh năm 1962 tại Hồng Kông. Người đẹp sở hữu thân hình gợi cảm với chiều cao ấn tượng 1m70 và gương mặt xinh đẹp, thuần khiết. Cô được xem như một viên ngọc quý của làng giải trí xứ Cảng khi chỉ mới chập chững vào nghề. Quan Chi Lâm đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, xinh đẹp và giàu có. Ở độ tuổi 59, Quan Chi Lâm từ một nữ diễn viên nổi tiếng trở thành một doanh nhân Hồng Kông. Hiện, mỹ nhân sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu đô la Hồng Kông, gần 1.500 tỷ đồng, nhưng không có con cái thừa kế. Theo truyền thông Hồng Kông, bà có khả năng sẽ để lại gia sản kếch xù cho em trai Quan Thế Hoa, Lý Sa Hân. Lý Sa Hân sinh năm 1970, cô mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc, là nữ diễn viên kim người mẫu Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu quốc tế Trung Quốc năm 1988. Lý Sa Hân được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Sau cuộc thi, Lý Sa Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa của mình. Hiện tại, Lý Sa Hân được biết đến là con dâu của một gia đình tài phiệt, chồng cô là tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Sau nhiều năm bị dư luận chỉ trích và nhà chồng khinh miệt vì là tiểu tam, Lý Sa Hân cho biết rằng cuộc sống của cô bây giờ rất viên mãn. Chồng cô không ngần ngại, công khai bênh vực vở trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Nữ diễn viên năm 51 tuổi có một phong cách thời trang rất hiện đại và cá tính. Mới đây trên trang cá nhân, Lý Sa Hân gây sốt khi đăng tải hình ảnh diện blazer màu neon phối với quần cắt sáng, đeo thêm choker và đặc biệt kết hợp với nội y đen táo bạo làm tôn nền vẻ đẹp vừa năng động, trẻ trung, vừa quyến rũ, mặn mà. Lê Tư. Lê Tư sinh năm 1971 tại Hồng Kông, từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân TVB. Trương Bá Chi thời trẻ từng nói về nhan sắc của đàn chị. Ở Hồng Kông tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi. Một câu nói ngắn gọn cũng đủ để hình dung được vẻ kiều diễm đến mức lấn át người khác của nữ diễn viên họ Lê. Năm 2008, sau khi em trai ruột Lê Anh bị tai nạn và điều trị lâu dài, Lê Tư tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, thay em trai quản lý thẩm mỹ viện Cosmart cho anh gây dựng. Lê Tư chia sẻ rằng, những năm qua cô tập trung chăm sóc gia đình và điều hành công ty trong lĩnh vực làm đẹp. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn với chồng doanh nhân hơn 15 tuổi khiến nhiều người càng ngưỡng mộ cô hơn. Sau 13 năm giải nghệ, gần đây Lê Tư bắt đầu tái xuất làng giải trí khi tham gia chụp loạt ảnh trong ấn phẩm đầu năm cho tạp chí danh tiếng Vogue.
Trong ảnh, Lê Tư được trang điểm theo phong cách thời trang hiện đại. Nhiều khán giả khen cô vẫn trẻ trung xinh đẹp, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng người đẹp không hề phù hợp với lối trang điểm này, làm bớt đi vẻ đẹp vốn có của cô.